Whoop, smartphone, phần bạc của Whoop đưa biểu tượng hình đầu sói trên phần cổ tay và cặp móng vuốt, thể hiện sự linh hoạt và dẻo dai của loài sói, tấn công bất ngờ kẻ thù bằng sự linh hoạt này, cũng như phần biểu tượng smartphone và những biểu tượng Snapchat trên phần cổ tay trái của Bill. Smartphone sẽ đem lại cho anh tạo ra những ứng dụng gây nhiễu kẻ thù, và đặc biệt nhất chính là phần iPad hay là phần smartphone được biến rộng của anh ấy trên phần tay trái, khả năng đỡ một đòn tấn công, thậm chí là một đòn finish, thể hiện rõ khả năng phòng thủ đặc trưng cũng như lớp kính cường lực Gorilla Glass cực kỳ cứng cáp của phone này. Khi kết hợp cả hai chúng lại sẽ tạo những đòn tất sát biến ảo Vortex Attack của Whoop smartphone. Những ứng dụng cũng tạo thành vòng tròn xoay quanh và đánh lạc hướng kẻ thù. Một con sói được tạo ra từ dữ liệu điện tử sẽ nhảy vào vòng tròn này và bất ngờ ra đòn tấn công để khiến kẻ thù không kịp trở tay.